đang là thế kỷ 21 nhưng mình lại sở hữu một khẩu súng đến từ năm 1700. Không, có vẻ hơi cổ lỗ xi đấy. Nhưng mà phía trước mặt kìa, đó chính là một cái cổng dịch chuyển. Tại nếu mình đi vào cổng này, mình sẽ vẫn thế. Thế quái nào mà mình bắn những cổng đấy nó không có ra gì ta? À chưa, khi mình bắn vào những cổng đấy nó sẽ biến thành những cái lá bài để mình nâng cấp cho khẩu súng, chứ không có phải như là ở trong những cái trò chơi khác là đi qua cổng là được nâng cấp liền. Nào, lá bài đầu tiên, nâng cấp thời gian cộng 50 năm nữa. Ok. Tiếp đến này, phải chọn đúng một cái này à? Bắn 2 lần. Bắn 2 viên luôn. Và quân tân chi thuật, thêm một khẩu súng nữa. Nhưng mà đạn hơi tòe nha. Ở đây này này. Bây giờ mới là đi qua những cổng này mới là tăng sức mạnh luôn này. Đó. Và tất nhiên rồi, cũng giống như một số trò khác mình từng chơi, càng bắn nhiều vào cổng thì sức mạnh nó càng tăng. Ui, tăng kích cỡ đạn. Ui. Ủa nhưng mà cái này sao nó cứ bắn hai bên này? Alo alo. Có thể bắn tập trung vào một bên được không ạ? Trời ơi. Nó bắn lại bắn tóe ra chứ không có tập trung vào một phía trước. Và sau đó mình nhận được khoảng tầm một ít tiền, mà với số tiền này thì không đủ nâng cấp cái gì rồi, không nâng được một cái gì luôn. Thôi chấp nhận thôi, chơi tiếp đấy. Tiến hóa súng của bạn. Rồi yên tâm, chắc là tôi sẽ tiến hóa rồi. Súng của tôi phải một khẩu súng to và dài, lại còn khỏe nữa. Ok, ngon nha. Nhân đôi lượng súng lên. Ây chà, thế là chúng ta lại phải chơi toán học à? Như vậy đến đoạn này, chúng ta tính toán là sử dụng lá bài nào trước, lá bài nào sau. Chắc chắn chúng ta phải sử dụng những lá bài cộng súng sau cùng rồi. Phải nâng cấp một khẩu súng đã, rồi mới cộng thêm những khẩu súng tương tự vào. Và đầu tiên này, 60 năm này, đó, 1810, khác biệt rồi đấy. Thêm với tầm bắn. Rồi, bây giờ chúng ta phải làm phép tính 1 cộng 1 nhân 2 hay là 1 nhân 2 cộng 1. Chắn rồi, các bạn xem video này thì chắc các bạn cũng đã học qua toán cơ bản đúng không? Thì phải biết rằng là cộng 1 trước là bằng 2, rồi 2 nhân 2 4 khẩu, đấy. Ui, tốc bắn cộng tới 200 bao nhiêu này à? Wow. Thật ra cũng không nhanh lắm, mà lại mình tưởng cộng 200 bao nhiêu nó ghê lắm, nhưng mà không. Đó, bắt đầu tập trung vào một viên nó hợp lý rồi này. Ui, cậu có 50 năm thôi, tối đa rồi nha, không hơn được nữa. Rồi, đấy. Bây giờ ăn tiền rồi này, ăn tiền tử tế đàng hoàng này. Đã có tiền để nâng cấp rồi. Và ở phía xa, có một khẩu súng siêu to khổng lồ, cực kỳ chói sáng. Từ từ, tí nữa mình sẽ lên đấy mình ăn nó. Bây giờ thì chỉ lụm quảng cáo. Vâng, có vẻ như là mình đây lúc để mình phải tắt wifi rồi các bạn ạ. Cái game này, game nó nghe lén mình. Mình đang nói mình tắt wifi đi thì không, nó cho mình skin súng vàng là tăng chỉ số. Rồi, cái này là mình thấy là giống wifi đấy nha. Sơn súng màu vàng là khỏe hơn luôn. Rồi được rồi, sẽ quảng cáo vậy các bạn ạ. Lụm súng thành công. Ok, súng vàng ngon nha. Ê, bây giờ còn tí tiền mình thử cộng 5 đi, xem nó cộng bao nhiêu năm nhá. Hy vọng là nó cộng 50 chứ đừng cộng 10 nhá. Nó cộng 5 tệ hơn những gì mình nghĩ nữa. Trời ơi, thế này làm sao mà lên được 1750? Cả trường ạ. Ok. Cộng tốc bắn khó nha. Yay. Rồi, cái này thì quá yếu luôn ạ. Trời ơi. Rồi, nhân đôi súng. Rồi, cũng không có tác dụng mấy. Thôi được, cũng được. Ui, lá bài hiếm. Bắn 3 tia. Được. Hy vọng 3 tia sẽ xịn hơn. Cộng tốc bắn này. Bắn 3 tia này. Có bắn cái đạn ở phía trước là mình thấy hợp lý rồi. Cộng 1 nhân 2, 4 khẩu súng. Let's go. Đó, nó phải có cả bắn cả như thế nữa. Rồi, mấy thằng da đỏ các em đứng làm gì đây? Vâng, sau khi nói mỏi mồm diễn đủ trò để chiến thắng được hai cấp độ thì mình mới nhận ra rằng là ổ cứng của mình hết dung lượng, và từ nãy giờ là cái phần mềm quay của mình nó không thu được cái gì hết. Đúng tức luôn ấy. Thì đây, với khẩu súng vàng, mình đã nâng cấp được hai cái chỉ số là chỉ số thu nhập và tầm bắn lên thêm kha khá. Và mình thấy rằng là có vẻ nó là một cái nâng cấp khá là có lợi đấy. Nên là mình sẽ nâng tiếp nó lên. Mỗi cái đều là level 5. Còn cái ở nâng cấp tốc bắn và 5 mình quyết định rồi, chỉ nâng tốc bắn thôi. Nâng 5 này, bây giờ nâng thế rồi mà chỉ lên có 1710. Thế nâng làm cái gì, đúng không? Rồi, bụp. Ok, ấy chưa. Nâng tốc bắn lên, thấy cái vụ làm đầy cái chỉ số này. Đó, nó lên hẳn luôn ý. Nào, đúng rồi, cộng 5 lên, đúng rồi. Yes. Rồi, bây giờ cái nữa nào, cộng tiếp 5 đi. Ok, con dê. Quả này ngon rồi anh em ơi. 60 năm nữa. Rồi, double shot. Phân thân. Ok, hai khẩu làm được gì chúng ta? Ui rồi ôi, tí thì hụt mất luôn cả cái nâng cấp đấy. Thì đây, cộng súng à.
ba khẩu. Ồ, cũng được, cũng được, cũng được. Rồi, 5 là 50 năm là cái kim rồi này. Súng vàng á. Ê, hình như mình đang súng mình rồi. Thêm một khẩu súng vàng, đạn vàng luôn. Ây da, có vẻ như là bây giờ chúng ta không cần mục tiêu là tới tìm tới khẩu súng kia đâu, mà nhiệm vụ của mình là phải bắn được nhiều tiền nhất các bạn ạ. Yes, vượt qua được cái bốc xanh rồi. Còn ở trên nữa, còn ở trên nữa. Phải nâng cấp cái tốc bắn. Tốc bắn quá khỏe. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình bắn được tới 14 rồi nha. Đó. Cái này thì sao? Cái này thì không kịp được, không lên 75 được. Nhưng mà cũng lên được 18 rồi. Cái này cũng được 14. Đó. Bây giờ cần tốc bắn nữa. Thật nhiều tốc bắn nữa. Đẩy 5 lên, đẩy 5 lên. Ok. Rồi, cộng 5 nè, cộng 5 nè. Rồi chưa cái nào tới được tới năm 2000 nhỉ? Để xem súng năm 2000 nó ra làm sao. Bốn khẩu này vẫn hơi bèo. Uing. Tốc bắn, ok, lụm tiền nha. Tốc bắn này, tốc bắn. Ô, tầm bắn à, được, 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 được. Tầm bắn càng xa càng tốt. Ô. Tháng à? Ai cộng tháng này, 600 tháng là bao nhiêu? Nhưng cũng là 50 năm đúng không? Cũng thế. Trời ơi, tưởng ghê gớm như nào. Rồi, rồi, tầm bắn siêu xa luôn. Quả này là mình dồn một đường cái này. Một đường thẳng tắp này. Ok, còn dây nào, qua nha, qua nha, qua nha. Qua luôn nha. Qua luôn. Rồi, rồi, cũng tới được rồi. Đẩy được cái lá cờ high score lên thêm nữa rồi. Cái này đúng như thế mình đã suy đoán. Cái việc mà chúng ta chỉ đi một đường á thì nó chỉ khi nào mà súng mình đủ mạnh thôi. Còn không á, cứ bắn hết tất cả đi để mà có thể ăn được nhiều tiền nhất. Rồi, tới rồi, tới công chuyện rồi. Xem quảng cáo nâng cấp từ súng 1800 lên 51850. Đó, tăng sát thương, tăng tốc bắn, tăng tầm bắn. Vĩnh viễn. Nên thôi, không thể ngừng xem được. Lụm súng, let's go. 1760 và súng tiếp theo là một khẩu súng lục Beretta 1800. Rồi. Chê nha. Chê, chê, chê. Đó, 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 đó. Ồ. Các bạn thấy không? Cái số nó chạy lên chưa? Đấy nha, ngon nha, ngon nha. Bắt đầu có vẻ hợp lý rồi đấy. Cái này gì đây nữa? Nó là cái hồng tâm này gì đây? Wow. Hóa ra là một cái lá bài khác. Rồi cái gì nữa đây? Nhân 3 súng. Cộng 50 năm. Rồi cái lá epic đấy chắc phải xem quảng cáo rồi đấy. Yeah, chắc chắn là như vậy rồi. Lạ thật nhờ, quảng cáo bây giờ toàn là mấy quảng cáo, chỉ có 5 giây thôi là mình đã xong rồi. Ok, nhân 3 súng từ từ. Phải nâng cấp mấy cái này đã nè. Đó, đó. Rồi, double shot. Bây giờ đấy, nhân 3 cộng thêm cả số 5. Đúng rồi. Ui. Uai, tiền nè, ôi. Ây da, ây da, lụm tiền, lụm tiền. Trời ơi, số tiền của mình bây giờ đã tăng lên là đó chính là gần 2.000 đô rồi. Thêm tốc bắn. Rồi, rồi, rồi. Đây, đẩy cái năm lên, đẩy năm lên. Đẩy năm lên, rồi xong. Súng của mình bây giờ nó trở thành giống như khẩu súng shotgun gắn nữa các bạn ạ. Không phải súng lục nữa rồi. Và mình vẫn sẽ đi lựa hết tất cả bọn này. Lụm tiền ở tất cả chứ không đi được một hướng nữa. Đó. Rồi, bây giờ đây, đi chung một đường được này. Để mình có thể lên high score. Rồi, và chắc chắn rồi, vẫn nâng vào tốc bắn nha. Nâng cho đến khi nào không nâng nữa rồi thôi. Đó, một cái. Hai lá tối đa. Rồi cái này nữa, cái này nữa, cái này nữa. Tối đa luôn. Cái này kịp không? Không kịp. Hơi cay nha. Cái này thì được này. Rồi, double shot. Triple shot. Rồi, chỉ được bắn 3 quả thôi chứ 250 vẫn là to quá các bạn ơi. Mình vẫn chưa thể đạt tới được 250 được. Rồi. Ghép hết các bạn nào. Rồi, hai khẩu súng thôi nhưng mà nhìn cái tốc độ bắn của nó kìa. Trời ơi, nó tóe ra 3 đường mà. Thêm một khẩu súng vàng nữa. Let's go. Nhiều súng này. Nhưng mà những còn những và đặc biệt những khẩu này nó có chỉ số y chang mình luôn nha. Không bị mất. Thế này thì thôi rồi, lượm ơi, cứ thế này mà spam thôi. Đó, đứng ở giữa cho nó bắn tóe ra 3 hướng, mình lụm hết cả tiền của 3 cái cột luôn. Đó. Dù về sau thì nó sẽ hơi thiếu thốn một tí. Đây. Phải đứng lại một chỗ. Rồi, ok. Thật sự gọi là hiếm khi có những cái game nào mà kiểu nâng cấp súng này này, nó làm cho mình cảm thấy là nó hào hứng đến vậy luôn á. Bởi vì thật sự là mình cảm thấy sức mạnh của mình nó tăng lên. Thì những cái trò khác á, chơi kiểu đúng khó chịu luôn. Chơi mãi mà không lên được cái miếng nào. Rồi mấy ông da đỏ này nữa. Cứ đứng ra mà cản đường thế nhỉ. Rồi, cổng đỏ tao biến thành cổng xanh ngay lập tức ngay mà. Sợ gì vết bẩn. Rồi, tầm bắn này. Đẩy tầm bắn lên. Đẩy nó lên. Đúng rồi, bây giờ đạn của mình bay siêu xa. Ôi, đứng từ dưới mà nó có thể bắn bay lên tới tận đi trên cao kìa. Mình nhờ mình phải trả tiền.
bởi vì bắn đạn ba này hơi khó chịu một xíu nha. Không nhặt tiền thì hơi tiếc. Tới tím rồi, tím mình hết cỡ rồi. 7 cộng lên cộng 75 năm. Được nha, được nha. Và bây giờ như này rồi thì cộng nốt tốc bắn nào. Rồi, double shot. Có để mình lùi về cũng không thể làm đầm làm đầy được, cái này quá khó. Nhưng cái này thì được. Ê ai à, đi vào là trừ 1 năm ạ. Rồi, tác hại của đâm vào gai. Trời ơi, trừ 1 năm luôn chứ. Không kịp đẩy lên 2 sao. Không kịp đẩy lên 2 sao. Hơi buồn đấy. Rồi, tốc bắn rất nhanh. Triple shot. Giờ có 2 khẩu súng thôi. Vẫn kịp thêm súng này, thêm tháng này. Thêm khẩu súng nữa này, đẩy lên 5 đi. 75 năm, đó, hợp lý rồi đấy. Rồi rồi, lụm tiền, lụm tiền. Trời ơi, những cái bàn này, những bàn cho mình cầy tiền này. Quá là hợp lý luôn. Tuy nhiên là để mà đẩy nó lên xa thì hơi khó. Thèm cái khẩu súng một cuối kia quá. Không biết rằng là làm bây giờ mình phải chơi bao nhiêu mới có thể mở được khẩu súng đây đây. Rồi, cái này đấy, triple shot, tất nhiên rồi. Chỉ mắc kẹt ở đây thôi, không thể nào mà hơn được. Rồi, biến cổng, cấp biến cổng, biến lá bài 2 sao thành 333 sao. Thật sự là nâng vậy thôi chứ mình cũng không nghĩ đến chuyện là mình có thể làm được cái vụ nâng lên tới thế đâu. Cái này, bắn cái này thôi mà có... Ồ, vẫn được nha. Ôi dồi ôi, vẫn chưa lên được full. Đó, chỉ cùng lắm mà tới được thế thôi, không thể nào hơn được. Ở cái này sao? Không đủ, chính ra để nữa là thành nhân 3 đó. Ây da, ây da, ây da, lá bài đó mình thấy hợp lý nha. Triple shot cộng thêm 200 năm vào súng. Wow. Để cho súng của mình có thể lên tới. Cộng cái này vào nữa, 70 này, 70 năm này. Cộng thêm 200 năm, vừa tròn năm 2000. Đây rồi, súng năm 2000 nữa các bạn ơi. Khúc triple shot thì hơi đần độn tí thôi, nhưng không sao. Chơi được, chơi được. Cộng 2. Rồi đó, ui, có cái nào mà chọn được cả 3 cái không? Được ạ, thật. Rồi, súng là năm 2100 luôn nha. Ồ, súng này nó phải là như thế. Tăng tầm bắn lên. Trời ơi, let's go. Thêm một khẩu súng lục vàng nữa cũng nói chung là cũng được. À không, nó là súng xịn của mình luôn. Nó là thay, nó là tương ứng với khẩu súng của mình là gì thì nó là như thế. Wow, đạn hồng, đạn vàng. Mình đã cấp súng đến mạnh nhất rồi và game nó không chịu nổi được nữa, nó crash game luôn. Thế là thôi, mình sẽ nhường lại cho các bạn là tiếp tục đi trên cái hành trình mà mở khóa những khẩu súng mà ở trong tương lai năm 2000, 3000 gì đấy. Còn mình thì thôi, ở trong cái vũ trụ game này thì mắc kẹt mãi mãi ở quá khứ rồi. Thế nên á, mình sẽ qua bên game này nâng cấp một khẩu súng cho một thiên thần bị rơi xuống dưới hạ giới. Và phải làm sao để lên lại được thiên đường bằng việc dùng súng bắn quái vật nó không liên quan tí nào đúng không? Nhưng mình sẽ gặp các bạn ở bên video đó nhá.